Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 14 tháng 7 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cho biết, qua kiểm tra việc lắp đặt hộp đen tại bến xe Bình Dương, lực lượng thanh tra phát hiện tất cả các xe đều được lắp đặt hộp đen nhưng đều không đạt chuẩn, mang tính chất đối phó. Cụ thể như thiết bị không kết nối với xe, không hoạt động, không có dây xuất dữ liệu. Ngoài kiểm tra tại bến xe, thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường hình thức xử lý theo quy định là phạt nguội qua hình ảnh được ghi lại từ thiết bị giám sát hành trình. Đại diện thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cho biết, trong 10 ngày kiểm tra việc lắp đặt hộp đen trên xe khách tại bến xe Bình Dương, đoàn kiểm tra đã phát hiện 23 xe vi phạm, tài xế vẫn mù mờ về cách thức sử dụng. Do vậy, các cơ quan chức năng hợp tác xã vận tải cần tổ chức nhiều lớp tập huấn về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cũng như mua thiết bị đúng chuẩn theo quy định. Sau nhiều lần tu bổ, sửa chữa, nhưng tình trạng xuống cấp tại cầu Thăng Long vẫn chưa được cải thiện. Nhiều ổ gà do không được sửa chữa triệt để đã lớn dần thành các ổ voi. Đặc biệt tại giữa cầu còn xuất hiện một hố rộng hơn 1 mét và dài 2 mét, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Không chỉ thế, tại nhiều đoạn tiếp tục xuất hiện nhiều ổ voi khác. Được biết nguyên nhân chính khiến mặt cầu xuống cấp là do thiết kế và sử dụng kết cấu chưa phù hợp. Nếu không có các biện pháp khắc phục kịp thời, e rằng cây cầu tiêu tốn cả tỷ đồng tu sửa này vẫn mãi là nỗi lo của người tham gia giao thông. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình ùn tắc giao thông 6 tháng đầu năm 2013 của thành phố giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý, không còn tình trạng ùn tắc cục bộ trên 30 phút. Tính đến hết tháng 6 năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6 triệu xe cơ giới, trong đó có hơn 5 triệu xe gắn máy và hơn 550.000 xe ô tô. Với số lượng phương tiện khổng lồ trên, mục tiêu đặt ra đến hết năm 2013, thành phố này sẽ giải quyết triệt để những điểm nút giao thông gây ách tắc vào giờ cao điểm. Hiện Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều hòa giao thông tại 129 chốt đèn và các điểm phức tạp trong giờ cao điểm. Tiếp đến, sẽ cho lắp đặt tại các giao diện giao thông lớn của thành phố các bảng chỉ dẫn điện tử phân luồng đường, chỉ dẫn hướng lưu thông các phương tiện trong thành phố cũng như ở xa tới. Nhằm chào mừng sự kiện Vietjet Air đón thêm 2 tàu bay mới, hành khách sẽ có cơ hội mua vé trong nước và ngoài nước với giá chỉ 99.000 đồng. Số lượng khuyến mãi 10.000 vé sẽ được mở bán từ 21 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 7 năm 2013 và 25 tháng 7 năm 2013 tại website vietjetair.com. Chương trình áp dụng cho tất cả các điểm đến kể cả đường bay quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Sài Gòn, Phú Quốc, Hà Nội và Bangkok. Vé được áp dụng cho hành trình bay từ ngày 10 tháng 8 đến 20 tháng 12 năm 2013. Đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đã chính thức thông xe kỹ thuật đoạn từ thành phố Thái Nguyên đến địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác kỹ thuật, chỉ các phương tiện là xe ô tô con, xe tải nhẹ trọng tải dưới 10 tấn được lưu thông với vận tốc tối đa là 60 km/h. Ngoài ra, các phương tiện lưu thông trên tuyến sẽ được phân luồng như sau. Đi từ quốc lộ 3 cũ vào tuyến Đề Trã, km 32+0 đến nút giao Phổ Yên, km 41+800 khai thác một chiều. Tại nút giao Phổ Yên có kết nối ra vào và bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Từ nút giao Phổ Yên, km 41+800 đến nút giao Sông Công, km 53+0, khai thác 2 chiều có kết nối ra vào tại nút giao Sông Công. Từ nút giao Sông Công, km 53+0 đến nút giao Tân Lập, km 63+800, khai thác 2 chiều có kết nối vào ra tại nút giao Tân Lập, nối với tuyến tránh thành phố Thái Nguyên. Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco, trong 6 tháng đầu năm 2013, hệ thống xe buýt của đơn vị này đã vận chuyển trên 200 triệu lượt khách, góp phần đáng kể vào việc giải tỏa ách tắc cho giao thông thủ đô, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Theo đó, lượng khách do Transeco vận chuyển chiếm trên 90% sản lượng buýt toàn thành phố, chủ yếu là đối tượng học sinh, sinh viên. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian tới, Transeco đã phối hợp liên ngành, hợp lý hóa lộ trình 32 tuyến để mở rộng vùng phục vụ và phân luồng giao thông, điều chỉnh, bổ sung đồng bộ hệ thống hạ tầng, biển báo dừng, nhà chờ xe buýt. Ngoài ra, Transeco đã đưa vào hoạt động 35 xe mới,
100% phương tiện đã được trang bị hệ thống âm thanh thông báo điểm dừng cho hành khách, cũng như kết hợp khai thác hệ thống bộ đàm và GPS để hỗ trợ tích cực cho tổ chức điều hành trung tâm và điều hành trên tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các đơn vị vận tải tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ và đột xuất đối với lái xe khách tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe container. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ sa thải những tài xế sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển giao thông. Thống kê của Công an Quảng Ngãi, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 42 người. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do lỗi chủ quan của lái xe. Do đó, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và đột xuất đối với lái xe, nhất là lái xe khách tuyến cố định, xe buýt, taxi, loại ra khỏi đội ngũ những lái xe có hành vi sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, được cho là một việc làm cấp bách và thiết thực nhằm ngăn chặn tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cơ động từ tỉnh xuống huyện, đẩy mạnh tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong báo cáo mới đây của Cục Đường sắt Việt Nam, cơ quan này cho biết hiện nay, việc triển khai xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang có rất nhiều thuận lợi. Theo đó, tuyến đường sắt này sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 1 tháng 6 năm 2015. Cụ thể, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại quận Hà Đông. Về cơ bản, cơ quan quản lý đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật các hạng mục, đạt khoảng 90% khối lượng, hoàn thành hơn 200 trên tổng số 426 trụ cầu trên toàn tuyến, triển khai thi công 7 nhà ga trong tổng số 12 nhà ga, gồm La Thành, Đại học Quốc gia, Vành đai 3, Thanh Xuân, Bến xe Hà Đông, La Khê, đang thi công xử lý đất yếu trong khu depot. Tổng thầu đang thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp các đoàn tàu tại Trung Quốc, đã hoàn thành xây dựng đề án và kế hoạch đào tạo nhân lực quản lý, vận hành, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa thông qua phương án thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí, và việc thu phí với các phương tiện này sẽ được áp dụng từ ngày 22 tháng 7 năm 2013. Cụ thể, mô tô dung tích xi lanh đến 100cm khối thu 50.000 đồng một xe một năm. Mô tô dung tích xi lanh trên 100cm khối 105.000 đồng một xe một năm. Các phường thị trấn trích lại 10% số phí thu được, các xã được giữ lại 20% số phí đã thu. Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn. Trường hợp được miễn phí là xe mô tô của lực lượng công an quốc phòng. Ngoài ra, xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo cũng được miễn phí. Theo Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua sơ kết giai đoạn 1 chương trình đổi mũ bảo hiểm có trợ giá trên địa bàn thành phố, đã có gần 30.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến với người dân. Theo đó, trong giai đoạn 1 đã có 6 doanh nghiệp cung cấp 69 mẫu mũ bảo hiểm với giá dao động từ 90.000 đồng đến 430.000 đồng một chiếc. Người dân được trợ giá từ 30.000 đồng đến 165.000 đồng tùy theo kiểu dáng và chất lượng. Qua đợt đổi mũ bảo hiểm này, điều lớn nhất cần rút kinh nghiệm là có một số doanh nghiệp sản xuất chưa đạt chuẩn. Mặc dù đã kiểm duyệt rất gắt gao những mẫu mã họ gửi đến, nhưng khi kiểm tra tại cơ sở sản xuất thì phát hiện một số sai phạm về chất lượng và loại ra khỏi chương trình. Trong thời gian tới, Ban chuyên trách An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp rút kinh nghiệm để những đợt đổi mũ bảo hiểm sau có hiệu quả hơn. Tiếp theo chương trình như thường lệ là lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên khi người dân bỏ ra một khoản tiền thường là lớn hơn khá nhiều so với đi bằng các phương tiện khác, nên chắc không ai muốn bị hủy chuyến hay là chậm giờ bay. Tuy nhiên thực tế này lại thường xuyên xảy ra. Chắc chắn thì bên nào cũng bị thiệt hại khi các sự việc như vậy xảy ra, và các hãng hàng không thì hay giải thích là do vấn đề thời tiết hay sự cố kỹ thuật không mong muốn. Nhưng dù gì thì hành khách cũng chỉ biết chấp nhận và thường rất ít trường hợp có khiếu kiện đòi quyền lợi bị xâm hại. Trong khi đó thì các hãng hàng không lại có vô số các điều kiện khác đều khiến cho hành khách ở vào thế bị thiệt thòi. Anh Nguyễn Thanh Tú là một hành khách thường xuyên đi máy bay. Một phần do tính chất công việc và đi máy bay được cho là vẫn an toàn hơn so với các loại hình giao thông khác. Nhưng phương tiện giao thông văn minh này cũng không ít lần làm anh bị chậm chuyến. Và dù công việc gấp gáp ra sao thì anh cũng chỉ biết chờ đợi. Đợt chậm chuyến gần đây nhất của tôi là chiều hôm thứ Năm vừa rồi. Và chậm chuyến là trong vòng 1 giờ đồng hồ. Thì hãng không giải thích với tôi là vấn đề là máy bay đến chậm. Tôi thấy đó là một cái giải thích nó không hợp lý. Qua kênh thông báo của sân bay thì chúng tôi chỉ được biết là như thế. Lần gần đây nhất tôi nhớ độ 30 phút. Tôi chỉ nghe thông báo lên là chuyến bay dời lại 30 phút, rồi ngồi đợi thêm thôi, chứ cũng không có ai nói gì cụ thể cả. Rõ ràng, chuyện hành khách đi máy bay bị chậm chuyến khoảng 30 phút thường xuyên diễn ra, thậm chí là hàng giờ đồng hồ, đã ảnh hưởng rất nhiều tới hành khách về công việc, cũng như thiệt hại về vật chất của hành khách. Cũng có thể đây là đặc thù của một ngành đòi hỏi có sự an toàn cao. Tuy nhiên, với vô số các điều kiện khác mà các hãng hàng không đang áp dụng với hành khách, thì có lẽ chưa được công bằng. Một quy định rất đỗi quen thuộc: nếu hành khách làm thủ tục muộn sẽ bị phạt, thậm chí là bị hủy chuyến. Cục Hàng không với vai trò là nhà chức trách hàng không, chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý hành chính đối với các hãng vi phạm cái nội dung này. Nếu trường hợp vi phạm nặng thì chúng tôi thậm chí áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn, ví dụ như có thể là thu hồi giấy phép vận chuyển. Trả tiền mua vé máy bay xong có nghĩa là hành khách chấp nhận các điều kiện kèm theo. Điều này đúng nhưng có lẽ chưa công bằng, khi mà những sự vụ như chậm chuyến, hủy chuyến thì các hãng giữ quyền với những từ có thể. Từ năm 2009 đã có quy định về trách nhiệm và những việc các hãng hàng không buộc phải thực hiện trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy. Những tưởng có quy định rồi thì tình trạng bức xúc của hành khách về các thủ tục bay, xử lý việc chậm, hủy chuyến sẽ ít dần. Theo luật sư Nguyễn Hồng Trung, rào cản lớn nhất chính là quy định luật pháp chưa rõ ràng. Chưa có cái vấn đề cụ thể, cái vấn đề cái trách nhiệm đó. Kể cả bởi vì đây là một quan hệ dân sự xác định một cái xác lập một cái giao dịch. Và như tôi đã nói là hầu như là người ta chỉ có một phía. Người ta đưa ra một phía. Thế còn cái trách nhiệm ở đây ấy, thì trách nhiệm để bảo vệ người tiêu dùng thì nó, như tôi nói là phía cơ quan quản lý nhà nước, người ta cần phải cụ thể hóa hơn về cái quy định cũng như cái chế tài đối với các cái đơn vị cung cấp dịch vụ. Vẫn biết, việc chậm, hủy chuyến là chuyện thường ngày ở huyện đối với ngành hàng không ở trên toàn thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Một mặt, hành khách sẽ cần thực sự thấu hiểu điều đó để hình thành văn hóa đi máy bay. Nhưng để công bằng hơn, thì các hãng hàng không cũng cần phải điều chỉnh các điều kiện và cách thức hành xử với khách hàng khi có sự cố xảy ra. Vì chừng nào mà các hãng hàng không hợp sức với khách hàng, thì chừng đó quyền lợi của hành khách vẫn bị bỏ rơi. Cùng với đó thì văn hóa đi máy bay cũng chưa được cải thiện. Bản tin giao thông an toàn ngày 14 tháng 7 của kênh VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. We'll be right back.